Cô gái cao 1m8 vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015, người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng nhất vòng sơ khảo miền Bắc, Trần Thị Thùy Trang ghi tên mình vào top 35. Chiều ngày 23 tháng 8, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 công bố 35 gương mặt xuất sắc khu vực miền Bắc lọt vào vòng bán kết. Ngoài các thí sinh, buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, á hậu trong nước như Hương Giang, Thùy Lâm, Huyền My. Sau nhiều vòng tuyển chọn bao gồm trình diễn các quốc, thi hình thể, ứng dụng, ban giám khảo chọn ra 35 bông hoa đẹp nhất, nâng tổng số thí sinh vào vòng bán kết lên con số 70. Đến đầu tháng 9, các cô gái sẽ cùng tranh tài và chọn 45 gương mặt vào vòng chung kết. Một trong những thí sinh nổi bật nhất của top 35 khu vực miền Bắc là Thùy Trang. Cô đến từ Huế, vừa tốt nghiệp xong trung học phổ thông, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m8.